Ta đến với các bước nhập PDF và hình ảnh bitmap. PDF là một định dạng rất hữu ích vì sử dụng được cho rất nhiều phần mềm kiến trúc và vector. Để nhập PDF, ta vào menu File, đến tab Import và chọn file PDF muốn nhập, Open. Bảng PDF Import Option thông báo 1mm trong file PDF là một đơn vị trong Rhino. Sau khi nhập, hệ thống sẽ cho phép ta tương tác trực tiếp với các đoạn thẳng trong file PDF mà không cần phải vẽ lại. Chọn 4 đoạn thẳng, nhập lệnh Join, Enter và nhập lệnh Extrude khớp để tạo khối. Lệnh Join giúp nhập các điểm giao nhau của các đoạn thẳng, biến chúng thành một đối tượng và từ đó ta có thể tạo các khối. Để nhập hình ảnh bitmap, ta nhập lệnh Background Bitmap, Enter và chọn Option Place. Sau đó chọn file bitmap muốn nhập, Open. Chọn một điểm bắt đầu và thiết lập kích thước của hình. Có thể vẽ trên hình ảnh, dùng công cụ Polyline. Giữ Shift để vẽ các đoạn thẳng theo trục tọa độ. Tiếp tục vẽ các đoạn thẳng còn lại. Với lệnh Polyline, các đoạn thẳng đã được nối nhau, không cần dùng lệnh Join trong trường hợp này. Nhập lệnh Extrude khớp, Enter và tạo các khối. Tiếp theo để tương tác với bitmap, ta nhập lệnh Background Bitmap một lần nữa, Enter. Hệ thống sẽ cho ta các option của lệnh. Có các lệnh như Remove để bỏ hình đi, Scale để thiết lập lại kích thước và Visible để ẩn hiện hiển thị, Grayscale để ẩn hiện màu sắc của hình. Chọn option Remove để bỏ hình đi và ta có các khối từ các đoạn thẳng được vẽ theo hình bitmap. Hết bài 6. Extractor.